ra xe mô và xuống đây. Cái đèn nó bỏ đồ vô ba lô bên kia. Lún của thằng đó. Đá, đây này đá này. Nào ngon, bút ra đây. Sẵn rồi người tôi ra đó chỉ dọa. Tao ngon đây. Còn đá nha bác. Đây là những đá lần. Chạy luôn nè. Cái bơi đã. Ờ, thực đây lấy tay luôn rồi. Đây này. Tiếng cười ở trước. Tiếng cười xong. Ừ. Tiếng cười xong em dành mình nhái lên. À, điều thật này. Apreo, asa chỉ bên kia, tôi ở đây cái mà nó cái lần nó có bán không? Nó bán trong hồi bữa thôi, bán chỗ nào vừa vừa thôi, nhưng sâu quá không bán được. Xuống bên kia, đó. Sâu không? Lần có bán không? Không. Không à? Không biết bán. Vậy là có chuốc với là Chiến đó hả? Hai đứa mấy. Đây. Đây là đại ca chuốc. Quay anh hả? À, đang quay. Thôi, quay nó nhiều. Xong quay. Thế mày lại có nhìn Facebook rồi em à. Chuốc lại chuẩn bị lên Facebook rồi nhá. Tao lại chia sẻ giống hồi bữa cái vụ mày đi chơi suối ấy. Ừ. Bởi chia sẻ. Hôm bữa em chia sẻ trang của em quá trời người chia sẻ luôn. Ừ. Bao nhiêu lượt chia sẻ? Không, mấy người gọi là người trong xã, người ta thấy ở trong xã mình này chia sẻ nhiều. Nhiều cũng được. Đây. Để hôm nay chúng tôi đi bắn cá suối. Cá gì nhỉ? Cá niên à? Nói chung là các loại cá suối. Các loại cá suối. Này, hôm nay tôi được đại cá chuốc và đại cá lần. Đây đây chiếu vào đại cá lần đi. Đây. Đại cá lần. Đi bắn cá suối vào ban đêm. Thường là cá ban đêm thì mình bắn nó sẽ không chạy, nó không bơi đúng không? Nó có bơi nhưng mà nó chậm không hơn ban ngày. Nó chậm hơn ban ngày nên mày con cá niên là con cá đặc sản ở là vùng ở đây. Cam Long ấy, nó là Cam Long là đặc sản vùng Măng Đen. Là leo vẫn đi. Đây là súng. Tao biết mà, địt mẹ cái đèn này chập nước rồi, vẫn sáng mờ mờ này. Điều ơi, chập nước rồi. Đâu mà mờ mờ. Sao đường nào tí đang xuống nước mà. Mẹ xuống nước đi. Đây là súng bắn cá của bọn tôi đang làm đây. Tốt rồi mẹ được cha. Do trục trặc nên đại ca chuốc là không làm. Không lên ga luôn nhưng mà cứ đồ ra từ đấy. Nó để tao lặn cho. Đây hà Cam, đã về rồi. Để chúng tôi đi ra suối. Tối quá nhỉ. Đây, chúng tôi đang đi xem cá. Cá đây bán làm gì? Bán con nước. Cá đây mà bán thì bán cá đâu, cá đâu? Con cá ôm chỗ đá đây. Ốc của tôi nhiều nhọc. Nhiều ốc lắm rồi. Ốc của tôi là ốc to thôi. Đâu ốc đá đâu? Ốc đá kia. Chạy rồi. Ủa, ốc nhiều nha. Ốc to của tôi ấy. Là bắt luôn. Tao nói cá sấu này. Cá sấu. Có cả cá mập đây. Có cả cá mập nữa. Cái nào đây đại ca chuốc đã xuống nước. Hy vọng là chuốc sẽ mang về rất là nhiều cá. Có không chuốc? con cá đầu tiên. Cá đá. Đi xe này em xem nào. Cá đá. Từ đây. Con nó hồi nãy ấy. Rồi đây là con cá đầu tiên. Con nó cái này to rồi đấy, cỡ này là to rồi. Em không lặn được sâu cho nên là em chỉ có ấy ở đó thôi. Đây, đây thưa các bác. Đây là con cá niên. Cá niên trắng. Con cá đặc sản ở vùng Măng Đen. Con cá này thường thường là nó sẽ ăn những cái rong rêu ở trên đá thôi. Và nó ăn bộ ruột của nó rất là đắng. Rất là đắng nên nó được coi là vị thuốc. Nên ăn cá này mà không có ruột ấy thì người ta thường thường sẽ không ăn. Đấy các bác ha. Đây, con cá niên rất là đẹp, buổi tối nó sẽ bắt sáng. Con cá này chỉ là cá nhỏ thôi. Ok. Thì là chúng ta sẽ nướng con cá này. Nướng à? Chùm gì vậy? Chùm mền. Trường giống trên đất với trường đánh như chó. Mình thật về nhược như chị. Đây. Hai con thôi. Ta bắt thường mà trên này còn lưng. Đây đang ta bắt cá lùm lưng. Chim tao không phải là chim free để cho tụi nó bán phải không? Rồi, nè, leo. Được chưa? Được rồi, nhặt xuống tép. Không có chi là không đá là anh rồi. Cái này to vãi là em bằng to hơn đây này. Này bạn cái tầm này chỉ giờ nó lên nó lắm. Sao? Cái đá chọc thế nào vậy? Tao đi đuổi mẹ tao. Tao thích là qua cái kéo củi xích ra đi cho lấy than rồi củi cháy bên ngoài còn than bên trong để mình nữa. Rằng không nhiều nhưng vẫn là cá. Còn bên đây khu lâu rốt tên khó đào tạo. Đây là ruột của con cá niên và thằng trước nó bảo tôi ăn. Nếu mà chết là trước chịu trách nhiệm. Rồi ăn bắt đầu ăn thử. Rất là đắng. Chưa ăn mới đắng. Ăn rồi nhưng mà cái ruột này to quá. Dài. Đắng không? Cà phê đắng này còn uống được, ruột cá đắng này. Đắng. Phê quá, phê. Rồi, chuẩn bị chết rồi. Chuẩn bị chết rồi, xỉu rồi. Chưa phê chưa em. Nhắm quá đắng á. Nhắm mắt rồi. Đắng nhưng mà đang ngọt nhai ký lên. Bóp muối lại đi. Ngon quá. Anh hãy bắt cho anh cái neo to như này luôn nhé. Cái này này. Mày bắt chưa ăn? Chưa lại 4 con 1 kg làm chưa ăn. Chưa ăn đâu, còn nó. Hết rồi.